Rồi, 4 giờ. Rồi, em thấy trò này sao? Quá hấp dẫn. Hello mọi người nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình và mình lại là Hậu Ly đây. Thì cái video này mình mới đăng ngày hôm qua, nói về việc có hai bạn Racing Boy Mini trong xóm của mình tới nhà mình chơi và sau đó thử thách mình bóc đầu chiếc xe điện luôn nè. Và nếu như các bạn nào mà chưa xem video đó thì có gì các bạn xem lại để ủng hộ mình nha. Mà ta nói ở dưới quê vui lắm mọi người, hôm nay chơi này mai chơi kia, cuộc sống rất là thoải mái vô tư và không có việc gì làm chúng ta buồn được. Ví dụ như video ngày hôm nay nè. Ok mọi người nha, ngày hôm nay tự nhiên có mấy đứa nhóc á, nó vô nhà mình xong rồi giờ nó kêu mình là tổ chức trò chơi cho nó chơi. Chơi gì trời? Đây nè, để lại hỏi nó coi. Rồi, nay tới đây rồi chơi gì? Chơi bóng thun đi. Chơi gì mà chơi bóng thun, chơi nhảy dây đi. Mày chơi gì mạnh bạo lên coi, mày giống bị đê quá à. Mạnh bạo là chơi cái gì? Chơi búp bê đi. Mày bị điên à? Vậy là mạnh bạo dữ chưa? Bạn mày bị hùng hả? Chơi đua xe đi cho nó ngầu. Đua xe, đua xe ghê chà. Chơi đua xe được có bài chơi không? Chơi. Rồi giờ thống nhất coi nãy giờ giờ chơi trò gì? Chơi đua xe đi. Chơi đua xe hả? Dứt. Ok, đua xe ha. Ủa mà giờ đua xe gì? Cầu cào đi. Cầu cào hả? Xe cầu cào đi. Cầu cào mini ha. Dạ. Ok luôn. Ừ mà khoan, để tổ chức cho nó hay chắc là phải có giải thưởng ha. Đúng rồi. Ok. Mà giải thưởng là giải thưởng gì anh? Giải thưởng hả? 6 chai được không? Ok, 6 chai xì tin nè. Rồi ok bạn nha, hôm nay mình tổ chức đua xe cho mấy đứa trong xóm. Đó, giải thưởng thắng là 6 chai nha anh em. Giải thưởng này lớn. Rồi đua cho đàng hoàng vô nha. Rồi bây giờ nha, mình sẽ thị phạm cho mấy bạn coi để biết cái quá trình chơi xe, đua xe nó như thế nào nha. Bây giờ mình đua tính giờ đi ha. Vậy là giờ anh chỉ có một chiếc à, mà quá trời đứa luôn. Giờ mình cứ chạy theo cái map này đi, rồi mình tính giờ đứa nào nhanh nhất là thắng. Được ha. Ok. Ok ha. Mà bây giờ đứa mặt đứa ốm bây giờ chơi thì sao? Thôi kệ đi ha, chơi đồng đi ha. Ok. Chơi đủ luôn. Nói chung là coi vậy chứ nhiều khi mà bự bự con mà chạy hay á thì sao, đúng không? Đúng. Luật chơi là mình sẽ chạy mỗi đứa 5 vòng đi, nhưng mà tắt máy 3 lần là thua luôn. Không để tắt máy nha. Ổn chưa? À, hay tắt máy lắm đúng không? Ok. 5 vòng. Rồi ok mọi người nha, thống nhất là 5 vòng. Ai nhanh nhất là thắng. Giải thưởng là 6 chai. 6 chai lận đó nha, giỡn hoài. Rồi chạy nha. Ok. Đâu có. Để anh thị phạm cho mấy bé coi. Một lần rồi, nó tính mình một lần rồi. Nè. Đó. Rồi được chưa? Rồi dứt. Rồi bây giờ tù tì đi, bề trắng và bề đen đi, đứa nào ra trước là chạy trước ha. Rồi này chạy trước nè. Rồi giờ tiếp đi coi. Rồi thứ hai. Rồi thứ ba. Một cái thôi. Rồi vậy là thứ tư này cuối cùng. Nhớ số thứ tự chưa? Rồi anh quên hết trơn rồi đó. Rồi bây giờ chạy là phải mặc giáp vô nha. Nó mùa hiểm đâu. Nó mùa hiểm này nữa nè. Rồi đợi nó mùa hiểm vô. Có giáp chưa? Rồi mặc giáp vô. Nói chung là làm cho nó đầy đủ. Mình chơi đua xe mà đúng không? Vậy nó mới đúng quy cách. An toàn là trên hết. Rồi gắn cái này vô luôn. Ây da. Không rồi.
Rồi đại đi. Rồi ok chưa? Từ từ từ, đợi anh xíu. Rồi đề máy lên cho nó đi. Từ từ từ, quên nữa. Lưu ý với các bạn một điều ha, thì cái chiếc xe cào cào mini này là xe dành cho con nít chơi, nó rất là an toàn. Hầu như là cái tốc độ của nó cũng chậm thôi chứ cũng không có mạnh gì hết trơn á. Mấy bạn nhỏ chạy có vẻ nhanh là tại vì khối lượng các bạn khá là nhẹ, còn khi mà mình ngồi lên á là xe chạy không nổi luôn à. Nhưng mà dù sao thì cũng có mặt giáp với lại nón bảo hiểm đầy đủ, cho nên các bạn cứ việc yên tâm và xem video nha. Yên tâm nha. Rồi chờ đợi nha, đề máy lên trước đi, đề máy lên trước đi. Chưa. 1, 2. Từ từ. 1, 2, 3. Chạy. Ok. Rồi quên map rồi. Làm lại. Chạy thẳng đi. Quên map rồi. Nhớ vô vòng qua cái bánh này, xong vòng qua đây. Nhanh lên. Rồi, tắt máy. Đúng rồi. Rồi, nhanh lên, đường thẳng. Rồi, một vòng của bạn này là 21 giây. Rồi, bình tĩnh hơn rồi đó anh em ơi. Ồ, đánh cái dòng hơi căng nhờ. Rồi, nhanh lên. 44 giây rồi. Hai vòng rồi, liệu có ổn không đây? Ôi, sao bo bên phải mà em đưa cái chân trái xuống như vậy? À, thì ra là đưa trước để bo vô cua này. Rồi, nhanh lên. Ba vòng. Rồi, 4 vòng. Vòng cuối cùng. 1 phút 30 giây để xóa đi số nợ. Vòng cuối cùng nha. Vòng 2. Bắt đầu rồi, ta cấy đi. Cấy đi. Đúng rồi. Cấy đi càng nhanh càng tốt. Cấy dây bao. Coi chừng tắt máy. 1 phút 47 giây. Rồi. Sáng ngoài. Rồi tát. Thành tích là 1 phút 55 giây. Người đẹp. Rồi và tay đua thứ hai của chúng ta bắt đầu nha. 1 2 3 chạy. Đó, bé này chạy nhanh lắm mọi người. Trời ghê chưa? Ghê chưa? Đó, tốc độ 14 giây à. Ơi. Mẹ. Đó, 30 giây. Thành tích khá tốt. Ê, lộn máu, lùi lại luôn. Nhanh lên. Rồi, tiếp. Hình như 2 vòng rồi. Ba vòng. Nhanh lên. 4 vòng. Oh!
nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, 1 phút 30 giây rồi. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. 1 phút 35 giây. 1 phút 35 giây, trời ơi, chạy tốt mà nó bị dấp 2 lần đúng không? À, chạy tốt mà bị dấp 2 lần, uổng ghê. 1 phút 35 giây nha. Tới tay đua thứ 3 bắt đầu nha mọi người. Rồi, chuẩn bị chưa? Rồi, giật máy. Để ăn chóng. Giữ tay ga ổn định nha. Từ từ. Chưa, nổ máy thôi nhưng mà đứng im anh đếm rồi hả chạy nha. Từ từ. Rồi. 1, 2, 3, chạy. Ok, và bây giờ tay đua thứ 3 của chúng ta đã ra sân. Có vẻ bạn này thì chạy kỹ hơn cái bạn thứ 2 nãy. Nhưng mà để coi thành tích coi. Ôi trời ơi. Cứu tôi trời ơi. Vậy. Được không? Có bị gì không? Tiếp ha. Đây, dịnh đi. Rồi, chạy tiếp. Trời ơi, lỗi bay cái chậu cây luôn. 30 giây cho 1 vòng. Rồi. Wow, đội cái nón chắc quá nha. Rồi. Đúng rồi. Ê, cái chân lọt ruộng. Ừ. Hồi này mình sẽ đứng nép vô rồi chứ không hồi đó lưỡi mình bay ra ngoài lộ luôn á. 2 vòng. 56 giây. Đúng rồi. Rồi, tắt máy 2 lần rồi, cố lên. Hỗ trợ bạn. Này. Bố mình nhịn lâu lắm rồi thế chứ. Rồi. 3 vòng. Ơi. Ok. Rồi, mới có 3 vòng thôi, 1 phút 29 giây nhưng mà theo như quy định nãy mình đặt ra là tắt máy 3 lần là thua rồi nha. Bây giờ bạn nói thua rồi, giờ để tiếp tục xem cái bạn thứ tư sẽ như thế nào. 3 lần. Đâu có bị chạy chân không? Đâu, ổn rồi phải không? Rồi tới bạn thứ tư ha. Cài cái này vô đàng hoàng vô. Trời ơi, nó mặc cái áo này nhìn xứng ghê trời. Bé này mặc cái áo này xứng quá. Rồi không cài được luôn hả? Trời ơi. Ok, tay đua thứ tư nha. Hỗ trợ bạn nha. Đừng để tắt máy nha, từ từ. 1, 2, 3, chạy. À, đọc lại rồi. Không sao, làm lại đi, được. Vòng quá này trước. Làm lại. Để luôn. Vì bạn này mới bắt đầu nên mình cho chạy lại luôn. Rồi, đứng sát mí luôn nha. Quay lại cho chính xác vô. Rồi. Hỗ trợ. Từ từ. 1, 2, 3, chạy. Đó. À. Một lần rồi. Cứu hậu. Nhanh lên. Quá căng thẳng luôn anh em ơi. Nép vô để nó lủi mình cái mình bay nóc nhà rồi luôn á. Trời ơi, xét gì với em. À. Hay lắm rồi. Bỏ luôn, chạy đi. Ok. Chết rồi. Vô. Tên. Rồi, tới em cuối chuẩn bị nha.
Ok, bạn theo như quy định thì bạn này đai sớm hơn 40 giây, 3 vòng tắt tắt máy đủ 3 lần rồi. Cho nên bây giờ tới bạn thứ 5 nha. Rồi, thì theo như quy định thì bạn nãy giờ mới chống gì tắt máy 3 lần cho nên là đã thua. Bây giờ tới bạn thứ 5 nha. Rồi, nổ máy. Rồi, 1, 2, 3, chạy. Đó, điêu luyện hơn. Điêu luyện hơn rồi. Nhanh lên, nhanh lên. Cổ giữ tinh thần đi, cổ giữ tinh thần đi. Lùi lại, nhanh lên. Sai má rồi, lùi lại, nhanh lên ơi. Dựng lên. Vẽ vô, đúng rồi. Sai máp là không được nha. Rồi, 1.5 vòng. Rồi, bình tĩnh thôi. 2 vòng. Ô. Trời ơi, nó làm tôi cũng quá ông nội ơi, nó giữ con gà à. 3 vòng. Phải không? Ừ. Rồi, cố lên. 4 vòng, 1 phút 22 giây. Ôi. Rồi, xong rồi. 1 phút 40 giây. Rồi, nãy em bao nhiêu? Em 1 phút 35. 1 phút 35 phải không? Còn bé kia? Em 1 phút 55. 1 phút 55 với 1 phút 40 giây. Rồi, vậy theo quy định là bạn này thắng cuộc nha mọi người. Trời ơi, nó nấp nhà luôn bây giờ. Rồi. Đó, hãy cho. Bạn này rất có tiềm năng nha, nhưng mà nãy là chạy bị tắt máy 2 lần. Với bị gì nữa ta? Bị chạy hụt 1 lần. Chạy hụt sai máp đúng không? Đúng rồi. Ok, vậy mà vẫn giành được chiến thắng. Nhưng mà nãy là bạn này là chạy đúng nhất luôn nè, có điều hơi chậm thôi, đúng không? Em chạy đâu sai chỗ nào đâu đúng không? Ok, vậy là bạn này đã chiến thắng nha. Lên tivi nè anh em ơi, hi hi. Rồi, em thấy trò này sao? Quá hấp dẫn. Em thấy này vui không? Chị vui, quá hấp dẫn luôn anh. Căng quá luôn anh ơi. Nãy em lủi vậy sợ không? Dạ sợ anh ơi. Nhưng mà vui không? Dạ vui. Ok. 2000 years later. Niềm vui thật sự không bắt nguồn từ sự giàu có hay những lời khen của kẻ khác, mà là từ những việc làm có ý nghĩa. Dance be forgot and never brought to mind. Should all acquaintance be forgot and all lang syne? For all lang syne, my dear. Rồi, chơi vậy được chưa? Vui không? Vui. Lần sau chơi nữa không? Dạ. Lần sau chơi khác đi ha. Chơi khác căng thẳng hơn xíu để anh suy nghĩ đi. Rồi bây giờ bye bye mọi người đi chứ. Bye bye mọi người nha.